Xin kính chào quý khán giả và bà con ngư dân. Sáng nay xuất hiện một vùng áp thấp trên rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Biển Đông. Trong 24 giờ tới, từ vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và tiếp tục mạnh thêm. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nên ngày và đêm nay, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cũng như là Vịnh Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5 và có lúc cấp 6, giật cấp 7 gây biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Ngoài ra có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Diễn biến của vùng áp thấp có nhiều phức tạp nên bà con cần phải chú ý đề phòng. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ. Mưa dông xuất hiện gần như là suốt cả đêm lẫn ngày, khiến cho tầm nhìn xa luôn ở mức là dưới 10 km. Nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh bất kỳ thời gian nào trong ngày. Trong đêm nay và ngày mai, trên tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn cũng chưa gặp bất kỳ trở ngại gì. Tuy nhiên, với khả năng vùng áp thấp nhiệt đới sẽ hình thành trong 1 đến 2 ngày tới, thì các vùng biển miền Trung có mưa dông sẽ xuất hiện nhiều hơn. Trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo trong đêm nay và ngày mai, cường độ gió Tây Nam là ở mức cấp 5 và có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Mưa rào và dông cũng xuất hiện nhiều khiến cho tầm nhìn xa luôn duy trì mức thấp dưới 10 km, ảnh hưởng rất lớn tới việc lưu thông hàng hải, khai thác ngư trường của tàu thuyền. Trên tuyến hải trình từ Rạch Giá ra đến Phú Quốc đêm nay và ngày mai, gió Tây Nam chỉ cấp 4 trở lại, sóng biển chưa cao nhưng đáng lưu ý hơn cả là mưa dông diễn ra cả ngày lẫn đêm, tầm nhìn xa bị giảm thấp, nguy cơ cao về lốc xoáy và gió giật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển chiều nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!